Yo no, Aurelio. Para la humildad, la humildad, la humildad. No, no. Ya entró de nuevo una carta. Tối qua chúng ta bắt đây mọi người. Đây. Ok, xin chào mọi người, mình là Quyết Bonito đây. Ok, xin chào mọi người nhá. Và sau là ông Anton thôi mọi người ạ. Mình tưởng ông mất hút sẽ ở sau. Hiện tại chúng ta đang trên mảnh đất của Hai Quy. Đang đi qua suối mọi người ạ. Đang đi qua cầu để đi qua suối đây. Va, ponte ben alto. Dạ. Ui dồi. Hiện tại chúng ta đi sang bên kia suối nha mọi người nhé, đi sang phía còn lại của suối. Lần trước thì mới review được cho mọi người một bên phía suối, bên này suối, và hôm nay chúng ta đi sang bên kia suối. Hôm nay Antonio với lại các bạn ấy nghỉ sớm ở bên nhà các bạn ấy, tiện xuống này thì mình rủ các bạn ấy đi sang bên này khám phá xem tình hình đất ở bên này. Anh Phong anh cho các bạn ấy dọn dẹp như nào rồi, nhưng mà đi sang thì mọi người quan sát thấy ở bên này đang khá là rậm rạp mọi người ạ, gọi là mới chỉ có phạt được những cây cỏ ở phía dưới thôi. Ở phía dưới này rậm rạp lắm, giống như lần trước chúng ta đi ạ, là rất rậm rạp. Lần trước mình còn bị ngã nữa cơ. Hôm nay Antonio với lại Nelson, các bạn ấy đi sang bên này, các bạn ấy muốn xem là cái cây mà nó, cái thân gỗ nó mọc được ấy, để về các bạn đi rào bên vườn nhà các bạn ấy. Trước anh Phong anh cho các bạn chặt hạ bên này rồi, giờ Tony Antonio với lại Nelson sang bên này để đi tìm xem là các bạn ấy chuyển về bên đất thì các bạn ấy trồng. Đây, đã đến nơi rồi này. Đây, đã đến nơi rồi. Nelson phía trước, đây này, Adi ở phía trước nha mọi người nha. Đây, mấy cây gaza già. Quả nó khá là chua. Đấy. Và cây của nó thì cái cành của nó có thể nó lên cây được mọi người ạ. Đây, các bạn ấy sẽ sang các bạn lấy những cái cành này về, để các bạn ấy cắm rào vào trong vườn nhà các bạn ấy. Các bạn ấy sẽ đóng lại cái chuồng, cái sân của động vật nuôi ấy, rồi là dê, gà, là ngan, rồi các thứ nha mọi người nha. Đấy, tất cả những cái cành này nó đang lên này. Adi mostra. Chặt này mà chưa ấy mà nó đã lên này mọi người này, chưa cắm xuống mà đã lên này. Ra gemina. Ta gemina tu đu. Đấy. Thì các bạn ấy sẽ đi chặt những cái cành nhỏ mang về đấy các bạn ấy cắm nha mọi người nhá. Mà có khi mà nếu như mà chặt được cả cái thân to này á thì mang về đấy cắm cũng hay. Kể này, cái này mà cái cưa không hỏng ấy thì cắt từng đoạn một này là mang về bỏ lên này nhỉ. Antonio sư Cota metadi asin tamain. Consegui crescer. Vai crescer. Porque ele tem esse mesmo também são óleo. Ele pode germinar aqui nesse tronco. Cây này lên rất là khỏe, rất là nhanh, rất là dễ. Amanhã vou trazer a minha terra pequena. Essa também vamos levar tudo. Ok. Rồi, đấy, thì đấy dự tính cho Antonio để lấy cái chỗ này mọi người. Antonio lấy cái chỗ này để bạn về bạn chặt. Hôm nay là đi sang để ngắm, xong là tranh thủ để chặt thôi. Ghé qua thôi, quan trọng là đi để khám phá xem lên phía trên xem nào. Vamos que passar lá em cima para ver ali tem um não. Desse tipo já não. Vamos ver outro também. Pode ser mais pequeno. Mucumbi, né? Vamos passar lá. Vamos subir lá. Nelson, vamos já. Vamos ir junto. Depois voltar aqui. Yeah. Vamos daqui. Để cho đi cùng luôn. Tí nữa qua lại lấy sau. Đi tranh thủ để khám phá đất ở đây rộng ràng như thế nào nữa rồi mọi người ạ. Đấy, gần như là những cái cây mà nhỏ nhỏ vừa là dưới này là cũng dọn đổ hết rồi. Ở cái khu đất này ngày xưa chủ người ta cũng để rất là rậm mọi người, để rậm lắm. Gần như là người ta không có trồng cấy gì ở trong này á. Người ta xí đất xong rồi người ta để đấy thôi. Esse aqui. Esse é bagateiro. Ah, esse é aquele manzai. Tem tipo que meti na casa do porco, tá germinando. É mesmo desse tipo. Esse também vai.
Đây, cái loại này gỗ này nó cũng lên mọi người này. Tập về, sẽ cái đó pa mete así de echado. Tập cái đó lên ghê. Así muy tú así. Lên hơi bị nhiều vậy. Dạ. Tudo que já mina aqui vamos levar tudo. Vamos arrastar. Lên hết loạt. Có ra rễ chưa không biết? Nó xoay rây. Chưa thấy ra rễ đâu nhưng mà cái này nó lên lên nhiều. Primeiro sai cabeça, depois assim que sai raiz. Já, vamos já. Ué, tá bom. Essa boa aqui é boa. É boa. Mas tem umas, é assim, chega aqui. Aquela que eu estou procurando também. Các bạn ấy nhặt ở trong này được cả cái quả đậu bắp. Chả biết là hạt nó lạc vào đâu vào đây. Mà giờ nó còn có cả đậu bắp ở trong này. Từ cái đợt mà các bạn đi dọn, tôi được phòng dọn ở trên này thì mình chuyển lên trên này. Cái tay giờ mình nói desse tipo. Aquela ali deve ser. Qual é o manzé? É, esse branco. Dạ, tao mới chăng. Ở trên này thì tất cả những cái cây với lại cây cỏ được hạ xuống thì anh Phong cũng cho các bạn đi làm rượu Maruvu hết nhé mọi người nhé. Đấy, tất cả những cây cỏ này này là được sử dụng làm Maruvu. Đa phần là những cây cỏ cao như thế này là đều được sử dụng hết. Các bạn đi đốn hạ xong rồi làm rượu Maruvu. Está na campanha? Estou na campanha. Ok. Boa tarde. Boa tarde, senhor Vitor. Você está fazendo maruvu? Sim, sim. Hoje saiu muito maruvu? Não, hoje só saiu 5 litros. Só 5? Tudo? As palmeiras não tá danada. Eu estou vendo naquele bidão de maior bocado que está lá. Sim, sim. Está da pouco. Não tem muito, mas sai só 5 litros. Sim, sim. Mas vai dar. Acho que não precisa. Vai dar no fim, sim, sim. Aqui também o sol está batendo pouco. Está batendo pouco, está batendo pouco. Ok, já. Sim, sim. À, chắc là bạn này bạn ấy bạn gì nhỉ, tên là gì nhỉ, quên mất tên rồi. Bạn ấy ở đây, bạn ấy tranh thủ làm rượu Maruvu ở đây mọi người. Tá fresco aqui, o clima daqui tá muito fresco. Ela é com muita frescura também dá pouco. Đấy, đất trải dài vòng quanh như này mọi người. Lần trước chúng ta đi thì chúng ta chỉ đi được vòng xung quanh, không đi vào trong được. Nhưng mà bây giờ thì đã có thể đi vào trong được đấy mọi người ạ. Tất cả những cái cây nhỏ cái thứ là các bạn ấy phạt hết rồi. Khám phá xem là phía trong này có những cái gì nữa. Ông Antonio chủ yếu là ông đi tìm những cái cây nào mà gỗ nó có thể lên mầm được. Để đi về vào vườn. Trông thấy đậm đà chưa? Toàn cành củi các bạn ấy hạ xuống rồi, bây giờ nó khô. Đấy, đây là chúng ta ở gần về phía cuối mọi người, gần về phía cuối của đất này. Trên này có một cái gỗ to ngày xưa nó đổ này. Giờ nó đã mục rồi đây này. Nguyên là gỗ gì? Đấy, chúng ta đi khắp ở phía bên trong mọi người. Thì đa phần là ở đây coi như là đã dọn hết phía bên dưới nhé mọi người nhé. Cây to chúng ta vẫn còn nguyên rất là nhiều cây to đây này. Chủ yếu là chọn phạt những cái cây cỏ dại phía dưới và bây giờ đang thoáng hết ở phía dưới này rồi. Nhưng mà dọn như thế này sau một thời gian khoảng một tháng nữa là bắt đầu cỏ dại lên um tùm ngay. Các bạn ấy đang chú ý với những cây cây bơ non mọi người, những cây bơ con nó rụng từ những cây to này xuống đây này. Đấy. Thế là nó lên quả ra chay.
Các bạn đang rất chú ý vào những cái bờ con này. Về đó nó mẹ sẽ vâm cái tí rau tụi. Chúng ta đi một vòng xung quanh mọi người. Đi một vòng xung quanh lên phía trên đồi. Còn một phần nữa anh Phong anh chưa cho các bạn ấy phạt hết. Nên là chúng ta không đi ra tận phía sau. Thế nhưng mà đi quanh quanh thì đa phần là anh Phong anh đã cho các bạn ấy phạt hết. Cỏ nó trông như thế này mọi người này. Nên là còn những cái cây to ấy thì chưa chặt. Cho nên là đi nó cũng khá là đậm rạp, hơi khó đi. Nên chúng ta bây giờ lại đi quay lại, đi về phía mạn bên phía suối nha mọi người nha. Gặp bà Marcelino ở đây thì bạn ấy bảo ở phía suối này cũng có một cái cây gỗ có tổ ong. Thì nhân tiện chúng ta bảo các bạn ấy dẫn đi để đi xem tổ ong luôn, xem tình hình là tổ ong đó như thế nào, xem là có bắt được không nha mọi người nha. Chưa biết nữa. Bây giờ chúng ta vẫn đang tiếp tục đi trong cái phần đất rộng 8 hecta mọi người ạ. Và bây giờ mọi người quan sát đây, chỗ này trước người dân người ta có canh tác ở đây rồi đấy. Thế nhưng bữa vừa rồi là thu hoạch xong thì không còn ai làm ở đây nữa, giờ cỏ này cũng đã bắt đầu lên rất là tốt rồi. Nói chung là để mà dọn dẹp cái chỗ này thì sẽ phải đầu tư bỏ ra rất là nhiều chi phí mọi người ạ. Để dọn dẹp xong rồi là chăm sóc trồng cấy vào đây khá là nhiều thứ. Hiện tại là bạn Marcelino đang dẫn chúng ta đi xem là tổ ong nó nằm ở chỗ nào nha mọi người nha. Nếu như mà ok thì có thể chúng ta sẽ bắt. Nhưng mà không biết là tổ ong nó có còn không. Bạn bảo là ở phía trên này mà. Tên anh. Tên, đâu là? À, để nó xem nào. Nó ra thì nó nằm ở đây à. Để xem, chắc chắn nó không nó lại nào ra nó đốt cho. Ta nu đen rù bào. À, để xem nào. À, thế là trong cái cây gỗ này à. Ta mà tôi nó bốt đi lìm phải. Nó cầm bấy số bốn. Nó bốt đi lìm phải, ta bên đó kìa. Spera. Em ta nu bào này. Ta nu đen rù bào. À, em ta lìm phải phó ra đi, em tôi nó. Và nó bị cái này, lìm phải số phó ra. À, ta bông. Đây, ong này, tổ ong này khá là lành mọi người, cho nên là nó không đốt đâu. Nó không phải là ong khoái. Nó không phải là ong khoái. À, ok. Sẽ vai vết xem mệt. No fine money. Giờ na orelha. Olha, o Misa, é o cachaça, né? Antonio já entrou de novo na carça. Ei. Tão pica mesmo. Tão pica. Esse tipo não tá nada dentro. Tổ ong ra ngoài, tổ ong ra ngoài nó là tổ ong khoái mọi người ạ. Ông bảo, ông bảo nó nằm ở trong ấy, nằm trong cây gỗ. Quá là tổ ong khoái. Ok. Mà thấy nụ em bị nó đuổi. Mình chạy. Xem pra chá li. Mình đuổi nhà mắt xe li nụ. Essa tipo mexeram lá. Não, ela achou que a maca mexeu muito. Então essa não é dentro do pau. Elas não estão dentro. Sim. Não, essa não é dentro do pau. Estão dentro. Estão fora. Essa é só fora.
Essa safora. Essa dá pra ver nem ver sabe que 18. Khả năng tổ ong đấy là tổ ong khoái mọi người. Tổ ong khoái. Hôm nay không được nữa, không cười sướng nghe. À tiếc. Essa aqui, agora o daquinho saiu. Pepo tá aqui, tá aqui. Deixa eu vai pra. Essa não tá no pau. Sim, não é, tá no dentro do pau. Não, essa é daquele tipo que tava nos da corrida. Sim. Essa bizanga. Ong này nó không phải là ong. Cái là perna. Ong mà chúng ta bắt hôm trước mọi người ạ. Tin lời Marcelino bảo là nó nằm ở trong thân cây, nhưng mà khả năng tổ ong đấy nó nằm ở ngoài. Cái tổ ong đấy nó là ong khoái, nó là ong khoái chứ không phải ấy. Antonio hoang mang à? Antonio, como? Marcelino, vai ficar por aí, vai ficar assim. Marcelino, pode vir já, pode vir já. Já não dá correr mais. Já não dá correr mais. Tô nervoso. Era duas já chai. É bruto, que sair. Agora você não aguenta assim. Ele não fala com o Isaac nunca. Deus socorro, doutor. Deus, é correr, ele já está em frente. Deu sem a hora. Ele já pegou a primeira picada do mundo velho. Ele já meteu o pé num guibo. Sem a hora. Tức là tổ ong này là ong khoái, essa tipo que raiva, nó là cái gì? No, essa nunca es la. Marcelino falo, da de drupao, mentira. Essa es nervosa, essa aquí. Essa só vamos tirar mel a noite, só. Ah, sim. Para comer, para chupar só, senão para criar não. Depois vamos comer o lado do quarto do barulho, né? Ok, mọi người. Tức là, đấy, nghe lời ông Marcelino, ông bảo là cái tổ ong này nó nằm ở trong thân gỗ cơ, nó chui vào trong cơ chứ nó không phải là ngoài. Thế nên là cứ nghĩ là nó là tổ ong ong bình thường. Hóa ra đây là ong khoái. Thế là vào để phạt nó ra thì cả đàn nó ra nó đuổi cho. Vậy là vẫn chưa nhìn thấy tổ đâu mọi người, vẫn chưa nhìn thấy tổ. Vâng, Marcelino Mortala. Ông kia về, ông đuổi, ông chạy mất xác. Là vài một complimenta này. Marcelino, vem. Chạy mất xác. Ei, te picara, te deram quantos picos? À, thế là hóa ra là trên chỗ đó mảnh đất của chúng ta là vẫn có một tổ ong đấy mọi người. Anh đi pico mũi tổ? Não, dois só. Dois. Pico onde? Aqui no braço. Yeah. Aqui no pescoço. Como você falou, anh đi dentro do pau? Sim, tá dentro do pau, doutor. É. Quando tava limpo. Tu mordeu aqui no pescoço. Sim. Quando tava limpo, eu vi mesmo um furo onde ele tava entrando dentro do pau. Só se agora que saíram fora. É? Sim. É o capinando, doutor. Então a ponta da faca bateu no pau. É quando ele começaram a já sair, ficar na gira. É quantidade. É muito. É muito. Eu me seguiram até quase no bondeiro. Até aqui, me seguiram até aqui. Ficar na gira em cima do capim. Essas não tem medo. Você pode ir no fogo também, vai. Vai, vai. Mesmo na água, ele entra. Está perigoso. Está perigoso. Ah, nenhum. Eu sou uma. Não, Renia. Eu nenhuma. Eu sei recorrer rápido com o mano Nelson. Sướng, bị chạy thì bị sướng. Đâu xanh à ora. Ok mọi người, đấy là tổ ong khoái rồi, đấy tổ ong khoái rồi. Đấy cho nên là thôi, để các bạn đi lấy mặt ăn rồi thì không được nha mọi người nha. Như tổ ong hôm qua chúng ta bắt ấy, đấy là tổ ong đấy nó rất là lành, không việc gì cả. Nhưng mà tổ ong này thì không chơi được. Ah, depois eu quero puxar já gordura. Ô, gente, agora você tira a casa com o N pica tudo no corpo. Estava me seguindo, mas estava colado na camisola, então tirar a camisola para lhe sacudir. Ok, mọi người nhá, tưởng là tổ ong đấy là tổ ong ấy, nằm định giống như tổ ong hôm qua.
cuối cùng là nó đốt cho các vị. Atono vai carai a semai. Vai encher a cabeça, agora vai ter chifre. Chifre de hipopótamo. Ok, bây giờ đi về thôi mọi người nha. Tranh thủ ở đây đi qua tới xong rồi là các bạn đi lấy củi để đi mang về các bạn nấu ăn luôn nha mọi người nha. Tức là các vị đi đến đâu là các vị cũng tranh thủ là gặp củi là các bạn ấy mang về thôi. Xong bắt đầu là xẻ. Những cái cây củi nhỏ thì các bạn ấy không lấy, toàn lấy những cây củi to thôi. É mesmo essas que estão vindo ali. É. Nerso, a abelha que estava te picando o nariz. Essa aqui, são essas que estão. São mesmo essas, está saindo ali. À, ok. Vậy các bạn đang bảo là tổ ong đến là ra đây nè. Nó ăn được cây cọ này, Nelson bị đốt rồi. Ta đi Nelson, ta đi đâu em. Ok mọi người, đây là chúng ta bây giờ phải đi về đây rồi. Antonio cứ chưa thấy sức mặt nhỉ. Nó tay sẽ nè. Chúng ta đi về đi. Chúng ta đi về, bây giờ chúng ta đi quay cho mọi người xem cái tổ ong ở đây của các bạn ấy. Tổ ong mà tối qua chúng ta bắt đây mọi người. Đây. Tổ ong này thì nó lành hơn rất là nhiều, nó không như cái tổ ong kia. Đấy, và bây giờ là nó đi ra đi vào trong này nhé mọi người. Nói chung là hôm qua chúng ta cũng không thể nhốt ong chúa bởi vì là chúng ta cũng không có dụng cụ để nhốt ong chúa sẵn ở đây. Thế xong về nhà mất công làm nên chúng ta bắt gấp xong rồi cho luôn vào trong này thôi. Cái khả năng đợt này mình nghĩ khả năng cao là có chúa ở trong. Lúc nãy mình đến sớm thì thấy ong thợ nó đứng bâu đầy ở ngoài cửa tổ ấy để nó trông tổ này. Nhưng mà bây giờ thì nhập nhọn tối thì bây giờ nó đang vào đấy mọi người nha. Nói chung là Antonio đợt này là bắt được cái tổ ong này cũng khá là vui. Bây giờ là chúng ta cũng sẽ không mở ra, cứ để như này như thế để xem là mấy bữa nữa cho nó ổn định tổ ong đi. Hôm qua tối qua về Antonio cũng đóng luôn lên trên này, cho lên trên tường để tránh dê thứ nó nhảy lên mọi người ạ. Đấy, cho lên luôn tường nhà. Amanhã você ir banha, já? Amanhã. Amanhã você ir apanha. Já? Amanhã você vai na busca. Você vestiu só bem, Marra ninja. Tá bom. Para meter tem que ser lá atrás, para não fazer confusão. Ok nhé mọi người, đây tổ ong này mình thấy coi như là tạm ổn định rồi đấy. Mấy ngày nữa kiểm tra như thế nào, bây giờ mình cũng không mở nắp ra xem nó như thế nào ở trong đấy. Cầu ong thì mình cũng đã để vào bên trong rồi. Rồi bye bye cả nhà nhé. Bye bye nhá. Ok tạm biệt mọi người. Xuống này kiếm rau đi về này. Sau mình chơi các bạn chồng siêu to luôn mọi người. Đi về đi.